Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chiều nay thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2016, phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An bắt đầu hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 kiểm tra công tác chuẩn bị làm nhiệm vụ đợt 2 giai đoạn 15 của đội K73 Long An. Phần cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 đơn vị tỉnh Long An bắt đầu hoạt động tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 3 tới tại huyện Tân Hưng, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách đơn vị tỉnh Long An Nguyễn Trung Thu và đại biểu Lê Công Đỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri bốn xã Hưng Thạnh, Vĩnh Thành, Vĩnh Châu B và thị trấn Tân Hưng. Có ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị Quốc hội cần tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quan tâm hơn đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn có giải pháp ổn định đầu ra trong sản xuất nông nghiệp, quản lý chặt chẽ giá phân bón, thu bảo vệ thực vật, vấn đề hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, cần xử lý nghiêm các hành chi chi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông. Việc đăng ký gia đình trang quá cần chú trọng về chất lượng, chứ không nên chạy theo số lượng và hình thức. Chế độ của cán bộ ở ấp khu phố còn thấp, cần mở thêm các trường giáo dưỡng để giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, không nên thu thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày như điện, nước sinh hoạt, cần phân bổ thêm nguồn vốn giải quyết việc làm cho người dân nghèo chai để phát triển kinh tế gia đình, thành lập các cụm công nghiệp tại quyện để giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Cử tri Nguyễn Thành Đô, thị trấn Tân Hưng, quyện Tân Hưng phát biểu là vấn đề chống tham nhũng thì bây giờ mình phải phòng ngừa. Đặc thí dụ bây giờ đó là những cán bộ công chức bây giờ đó là cái thu nhập bằng nguồn đồng lương là thu nhập chính nhưng mà ngược lại thì bây giờ nhà cao cửa rộng thì cái này cái việc kê khai đó chúng ta phải có một cái trách nhiệm thẩm tra xác minh để làm rõ nguồn tài sản đó để tạo niềm tin cho bà con cử tri về vấn đề bây giờ chống tham nhũng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu quốc hội tiếp thu và giải trình. Những vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương cũng được đại biểu quốc hội tiếp thu và hứa sẽ trình trong kỳ họp thứ 11 tới để quốc hội xem xét. Năm 2015, Ban Nội chính tỉnh ủy kịp thời nắm tình hình triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo về phòng chống tham nhũng để hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở đảng về xây dựng các kế hoạch, chương trình tháo gỡ khó khăn dưới mắt trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Ban nội chính tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đoàn thể có liên quan của tỉnh để nắm tình hình và kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 23 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tổng đa soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Ban nội chính tỉnh ủy cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan nội chính tỉnh như Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thanh tra, để tạo được sự thống nhất trong tham mưu đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc vụ án tham nhũng phức tạp kéo dài trong năm 2015 đã đưa ra xét xử 7 vụ án tham nhũng với 8 bị cáo không có tồn động kéo dài. Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quyền Bến Lức tổ chức họp phiên thứ nhất thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên quỹ ban bầu cử quyện và tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại phiên họp, ngoài việc nghe thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên quỹ ban bầu cử quyện, các thành viên quỹ ban bầu cử quyện còn xem xét thảo luận về dự kiến danh sách đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân quyện xã nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi xem xét thảo luận, các thành viên Ủy ban bầu cử quyền đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân quyền nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, toàn quyền Bến Lức sẽ có 11 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân quyền được bầu là 38 đại biểu. Thường trực Hội đồng nhân dân quyền Chính Hưng cũng tổ chức hội nghị thống nhất dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyển khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện giới thiệu 22 ứng cử viên thuộc các thành phần, khối đảng, khối quản lý nhà nước, khối mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị dân quá xã hội, đơn vị sự nghiệp kinh tế và các xã thị trấn, đảm bảo tỷ lệ 35% là nữ và đảm bảo 15% đại biểu trẻ dưới 35 tuổi. Hội nghị đã thảo luận xem xét và thống nhất 100% về số lượng ứng cử viên, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua đó, các cơ quan có người ứng cử và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyện, thực hiện quy trình hiệp thương theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định. Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị làm nhiệm vụ đợt 2 giai đoạn 15 của đội K73 Long An. Tiếp tục quan tâm và chỉ đạo sâu sát, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tiến hành công tác kiểm tra toàn diện về mọi mặt công tác chuẩn bị và tổ chức tiễn đội lên đường làm nhiệm vụ khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn, đội K73 Long An sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và quy tập, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước mùa mưa năm 2016. Được biết được một giai đoạn 15, đội K73 Long An đã quy tập được 9 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, nâng tổng số hải cốt quy tập được từ trước tới nay là 2041 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 158 bộ hải cốt biết tên và địa chỉ. Đội K73 Long An sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đợt 2 giai đoạn 15 trên địa bàn tỉnh Sreiring, Dương quốc Campuchia. Hôm qua, Đồng biên phòng sông Trăng phối hợp với ủy ban nhân dân ba xã biên giới gồm Hương Điền, Hương Điền B, Hương Hà tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các nội dung ngày biên phòng toàn dân. Năm qua, cấp ủy chính quyền cùng cấp 3 ngành đoàn thể ba xã biên giới đã phối hợp với đồn biên phòng sông Trăng tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Luật Biên giới Quốc gia, Hiệp ước Bổ sung năm 1985 về Hiệp ước Phân giới Cấm mốc Biên giới Đất liền ở ba xã biên giới được 78 cuộc với gần 4.700 lượt người nghe. Song song đó, các ngành chức năng của ba xã biên giới còn phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức được 112 buổi tuần tra bảo vệ biên giới giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm quy chế biên giới đồng thời thường xuyên quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, khám bệnh miễn phí, tặng quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia ở địa bàn đối diện, với số tiền trên 70 triệu đồng. Khám chữa bệnh miễn phí cho 600 lực người dân Campuchia, trị giá 120 triệu đồng. Hoạt động này đã góp phần củng cố và phát huy tình đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia. Dịp này có 3 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc. Quỹ ban nhân dân thành phố Tân An tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu đúc Tân An. Tham dự lễ có nguyên bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Triệt, nguyên phó chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nguyên. Theo thiết kế mà các ngang cầu đúc mới có hai làn xe hỗn hợp, mỗi làn rộng 4,5 m. Lề bộ hành được bố trí hai bên, mỗi lề rộng 2,25 m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang đoạn trên cầu là 14,2 m. Công trình được thiết kế cho kiến trúc và hình dáng như nguyên bản kiến trúc cầu cũ. Dự toán kinh phí khoảng 45 tỷ đồng do Quỹ ban nhân dân thành phố Tân An làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần xây dựng số 18 Thăng Long là đơn vị thi công, thời gian thực hiện 11 tháng. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Long An tham gia tư vấn thiết kế và giám sát thi công. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân thành phố Tân An đề nghị các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ và chất lượng trong quá trình thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng. Thưa quý vị, đồn biên phòng Bình Thạnh, quyền Mộc Quá là một trong những đơn vị còn nhiều khó khăn của Bộ đội Biên phòng tỉnh nỗ lực đồng lòng khắc phục chất giả, trong những năm qua, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bình Thạnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành điểm tựa vững chắc giúp nhân dân biên giới yên tâm lao động sản xuất. Ghi nhận của phóng viên thời sự nhân ngày truyền thống bộ đội biên phòng. Mời quý vị cùng theo dõi được thành lập từ năm 2009, đồn biên phòng Bình Thạnh là đơn vị còn khá trẻ, nhưng với sự nhiệt quyết của người lính, các cán bộ chiến sĩ mang quân hàm xanh đã góp một phần làm thay đổi cuộc sống của nhân dân nơi biên giới còn rất đổi khó khăn này. Thực hiện khẩu hiệu, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, cùng với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới, cấp quỹ, chỉ quy đơn vị còn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân. Theo đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp quỹ, chính quyền địa phương làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chung sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nữ và ông Lê Quang Dịnh ấp Sài Giang, xã Bình Thạnh, quyền một quả cho biết. Có được đồn từng tra tới lui. Ở ngoài này dân mà có gặp khó khăn gì thì cũng thường xuyên liên hệ với đồn. Thường như Tết nhất thì tôi cũng có động viên mấy chị em phụ nữ ở ấp là hàng năm luôn gói bánh đồ đi vô đó thăm đồn để động viên tinh thần mấy các chiến sĩ ở bộ đội biên phòng nói về biên phòng ở đoàn Tráp Tre này là coi như là nói bảo vệ biên giới, từng tra biên giới là gì là vận động quần chúng nhân dân rất tốt cho nên nhân dân thấy chỗ đó là cũng hài lòng cái thứ nhất cái thứ hai là coi như là cũng không có xảy ra để một cái chuyện mà gây rối trật tự đến đây cái đó từ là tạo điều kiện cho nhân dân làm bằng ngăn rất là thoải mái cũng an tâm bà con đây cũng rất mừng cũng phấn khởi với cái đồn biên phòng này đồn biên phòng bình thành được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới việt nam campuchia dài 9,7 km Địa hình trên biên giới đồn phụ trách là dùng đồng bằng thấp trũng, có nhiều kênh rạch, giao thông đường bộ đi lại còn nhiều khó khăn. Dường như mỗi tất đất, đường biên, mốc dấu nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của những người lính biên phòng. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ chiến sĩ của đồn còn tích cực tăng gia lao động sản xuất. Đến nay, đơn vị đã chủ động được nguồn thực phẩm tươi sạch phục vụ cho bữa ăn, có phần nâng cao thể lực, sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của chiến sĩ, đảm bảo quân số khỏe trên 98%. Thượng tá Nguyễn Giang Lùng, đồn trưởng đồn biên phòng Bình Thạnh, huyện Mộc Quá, tỉnh Long An phát biểu. Trong điều kiện hiện nay, đường đi lại thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của đơn vị cũng còn gặp khó khăn nhất định. Nhưng với tinh thần đó mà cán bộ chiến sĩ không nao núng mà thực hiện cố gắng phấn đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trên giao thì làm sao năm 2016 này để bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà cấp trên đã phân công cho đơn vị Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, trong những năm qua, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bình Thành quyền một quá đã tích cực khắc phục mọi khó khăn, luôn dựng chắc tay súng, bảo vệ dựng chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của đảng, chính quyền và nhân dân giao phó. Các anh chiến sĩ là những đó qua, tỏa ngắt hương nơi miền biên giới đầy nắng và gió này. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin trong nước và thế giới. Tại Hà Nội, chương trình tài trợ thương mại của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và hai ngân hàng Việt Nam là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB đã ký kết thỏa thuận cho phép chương trình cung cấp bảo lãnh 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm để hỗ trợ hoạt động tài trợ thương mại tại Việt Nam. Theo ông Steven Beck, trưởng ban tài trợ thương mại của ADB, với những thỏa thuận này, ADB và các ngân hàng đối tác Việt Nam mới sẽ hỗ trợ các công ty xuất nhập khẩu gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ giúp tạo ra tăng trưởng kinh tế và việc làm bà ngô thu hà phó tổng giám đốc shb cho biết việc hợp tác với adb trong chương trình này sẽ góp phần phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động tài trợ thương mại của shb trong thời gian tới shb cam kết sẽ tối ưu quá việc sử dụng hạn mức được cấp bởi adb qua đó đa dạng quá sản phẩm dịch vụ đặc biệt là các sản phẩm tài trợ thương mại phục vụ khách hàng Chương trình tài trợ thương mại của ADB bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. Các thỏa thuận này sẽ bổ sung vào con số chính ngân hàng đối tác hiện thời trong chương trình. Từ năm 2009, chương trình đã thực hiện 4.303 giao dịch, hỗ trợ các hoạt động thương mại trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ ở Việt Nam. Hàng xếp hạng tín nhiệm Moody's của Mỹ đã hạ mức đánh giá tín nhiệm đối với Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực đồng thời cảnh báo Bắc Kinh cần tiến hành cải cách nếu không muốn tiếp tục rớt hạn. Theo Moody's, việc thay đổi mức đánh giá nói trên được dựa trên dự đoán về việc sức mạnh tài chính của Trung Quốc sẽ tiếp tục suy giảm ngay sau khi xuất hiện số liệu thống kê mới nhất cho thấy nền kinh tế này đang chững lại. Nguyên nhân là Trung Quốc đang có mức nợ công ngày càng tăng, dự trữ ngoại hối giảm và chưa rõ nước này có cải cách được nền kinh tế hay không. Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA Michael Kroger cảnh báo nguy cơ xảy ra có cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Mỹ. Tương tự vụ tấn công gây ra sự cố mất điện trên diện rộng tại Ukraine hồi cuối năm ngoái. Phát biểu tại một hội nghị an ninh mạng tại thành phố San Francisco thuộc bang miền Tây California hơn 1 tháng 3, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia kim tư lệnh Bộ Chỉ huy mạng của Mỹ, ông Michael Roger đã cảnh báo rằng vấn đề duy nhất ở đây là khi nào, chứ không phải là nếu. Các bạn sẽ được chứng kiến khả năng một nhà nước một nhóm hoặc một đối tượng có hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước Mỹ. Đây chưa phải là lần cuối cùng chúng ta chứng kiến tình trạng này và điều đó khiến tôi vô cùng quan ngại. Theo NSA, mục đích của bọn hacker là cố gắng xâm nhập hệ thống, nghiên cứu và làm tê liệt hoạt động của các công ty du lịch công cộng ở Mỹ. Giờ rồi là chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát Thanh và truyền hình Nông An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.